Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân. Bộ Tài chính cho biết, Quỹ hỗ trợ nông dân được thành lập và hoạt động theo văn bản số 4035 trên KTTH ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ để huy động và tiếp nhận các nguồn vốn trong và ngoài ngân sách nhà nước để giúp nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo có vốn phát triển sản xuất thông qua phương thức cho vay vốn. Quỹ không hoạt động vì mục đích kinh doanh và chịu sự quản lý và chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Hệ thống quỹ hỗ trợ nông dân đã thành lập và hoạt động hơn 25 năm, từ năm 1995 đến nay và đạt được những kết quả nhất định, được Đảng và nhà nước ghi nhận. Tuy nhiên, đến nay, khuôn khổ pháp lý về thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ còn chưa đầy đủ, thống nhất, tính pháp lý chưa cao, chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh cụ thể về nội dung này. Do vậy, việc ban hành nghị định về thành lập, tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân là hết sức cần thiết nhằm tạo khuôn khổ pháp lý để kiện toàn tổ chức đảm bảo duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân. Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn. Theo dự thảo, quỹ hỗ trợ nông dân là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc cơ quan hội nông dân các cấp, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại nghị định này. Quỹ hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật mục tiêu hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân nhằm tạo nguồn lực điều kiện công cụ để đoàn kết tập hợp phát triển nâng cao chất lượng hội viên nông dân hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả nâng cao chất lượng đời sống nông dân thúc đẩy hoạt động công tác hội nông dân và phong trào nông dân chức năng nhiệm vụ của quỹ hỗ trợ nông dân gồm tiếp nhận và quản lý nguồn vốn điều lệ được cấp từ ngân sách nhà nước theo quy định tại nghị định này và pháp luật liên quan vận động các nguồn ủng hộ tài trợ viện trợ không hoàn lại cho hoạt động của quỹ, cho vay vốn đối với hội viên nông dân để xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, giới hạn cho vay đối với một dự án không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của quỹ. Dự thảo nêu rõ, đối tượng vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân gồm A. Hộ gia đình, chủ hộ gia đình hoặc người đại diện hộ gia đình là hội viên hội nông dân Việt Nam B. Thành viên tổ hợp tác, thành viên hợp tác xã là hội viên hội nông dân Việt Nam Điều kiện để được vay vốn của quỹ hỗ trợ nông dân là người đại diện vay vốn người vay vốn phải có năng lực pháp luật dân sự năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật người đại diện vay vốn người vay vốn có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi quỹ cho vay vốn mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp dự án phương án sản xuất kinh doanh được quỹ hỗ trợ nông dân đánh giá là khả thi có khả năng trả được nợ vay và được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết phương án vay vốn phải được xây dựng thành dự án nhóm hộ nông dân thời hạn cho vay của quỹ hỗ trợ nông dân đối với khách hàng được xác định trên cơ sở khả năng thu hồi vốn phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh phương án đầu tư và khả năng trả nợ của khách hàng theo quy định tại quy chế cho vay của quỹ hỗ trợ nông dân thời gian cho vay cụ thể đối với từng dự án đầu tư phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng do quỹ hỗ trợ nông dân xem xét quyết định lãi suất cho vay của quỹ hỗ trợ nông dân được xác định trong từng thời kỳ theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí huy động vốn chi phí quản lý và các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay Đồng tiền cho vay và thu nợ là đồng Việt Nam, Việt Nam đồng. Giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của quỹ hỗ trợ nông dân được ghi trên báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất. Tổng mức dư nợ cho vay đối với một khách hàng của quỹ hỗ trợ nông dân không được vượt quá 15% vốn chủ sở hữu của quỹ được ghi trên báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính 6 tháng tại thời điểm gần nhất.